các cái thông tin mà chúng ta theo dõi ở forex.vn cũng như là Zalo của David sẽ nhìn thấy được vẫn là các cái bài cũ, là các vấn đề về phòng đầu tư đưa ra mua dưới giá 36 chốt lời 4.500. Khuyến nghị đây là thời điểm nhạy cảm và tín hiệu vô cùng ít, cũng như xu hướng có thấy giá sideways, chiến lược kèm rủi ro không hề ít. Ở 33.50 TP là 4500 và SL là 300. Do đó ngay lập tức chúng ta cũng có thể chiếu xem và cái sự bất ngờ khi mà giá đang nằm ở trên đám mây cũng như là Bollinger Band báo hiệu một cái xu hướng bật lên một cách mạnh mẽ, và chúng ta nhìn thấy một cái sự bứt phá có khả năng là gì ạ, một cái tin tức bất ngờ khiến cho giá đã đi lên, chúng ta lại tiếp tục chờ điều chỉnh sóng hồi sau đó đi lên. Và bây giờ Bitcoin đang test ở mức 3.900-4.000, tức là một trong những cái yếu tố rất quan trọng về mức cản tạm thời của giá. Chúng ta sẽ nhìn thấy các cái mức cản vùng 4.100, 3.900 và kịch bản ngược lại đánh xuống 3.600 và các cái mức test của 3.550 nếu trong trường hợp vượt quá. Vậy thì khi cái cuộc chơi mà chúng ta đã nhìn thấy xác định đầu tư, xác định cái tín hiệu và chúng ta sẽ xem được các cái kịch bản ở các cái vùng thấp để chúng ta có thể chốt lời hoặc chốt lỗ, để chúng ta có thể đưa ra được các cái lộ trình cho mình. Đó chính là cái cách để chúng ta nhìn thấy blue chip đầu tiên là đã bật lên. Chúng ta điểm qua coin market cap hiện tại, các cái mốc của chúng ta là 124.796, 124 tỷ, và các cái bảng tổng sắp đã rất là xanh, 3745, XRP là 0.33, Ether là 125, Bitcoin Cash 130. Các tín hiệu của chúng ta cũng đã nhìn thấy ở Bitcoin vẫn đang chiếm tỷ trọng là 52.5. Các mục trending và ISO lên vẫn nhỏ giọt, cũng có những cái yếu tố xanh bất thường ở đây 16%, nhưng có những con chỉ âm 50% mà chúng ta xem ở các mục BISI. Chúng ta nhìn thấy là 89% là 67 đô, 67.000, giá là 0.0x, là những cái bảng tăng nhất. Còn sập thảm nữa là gì ạ, QUAN giảm đến 28%, các cái bảng tập sao tổng sắp và họ đã thống kê Bollinger POWR 17.47%. Sự ấn tượng nhất là 89.15% của Bitcoin Fi, Ethereum Nila, ITL là hàng rất là thấp, tăng 67%, nhưng mà so với cái mức giá này chúng ta sẽ thấy rất là thấp. Các tin tức thì cũng không có gì mới, ngoài các cái tin tức về thị trường tổng hợp, rất nhiều các cái tài liệu, rất nhiều các cái trang họ đưa ra rất nhiều các dự đoán. Nhưng tôi cho rằng sự tích lũy của thị trường bây giờ không còn phải là đánh một vài ngày, mà chúng ta cần phải đánh cái thời gian lâu hơn, dài hơn, để đưa ra các giải pháp để chúng ta có thể nhìn thấy được các cái mốc giá. CoinMarket đưa ra cho chúng ta độ khó nhiều hơn, độ lít coin càng ngày càng khó hơn. Các cái mốc kháng cự, các cái mốc tăng giảm, các cái mô hình về bảo mật rất nhiều, đúng không ạ? Do vậy họ đánh lên và đánh xuống không còn cái thời gian ngắn nữa. Do vậy cái việc mà mua vào ngày hôm nay và kỳ vọng ngày mai rất là khó. Tuy nhiên cái việc mà chúng ta tham gia vào thị trường đầu tư, đưa ra các giải pháp, thông thường là chúng ta chọn các cái vùng cản mà chúng ta đã tích lũy từ trước. Ví dụ ở các cái vùng 3573 mà khó đánh xuống, vùng 3608 khó đánh xuống, thì cái việc mà chúng ta nhận vào ở các cái vùng như là 37, 35 thì hoàn toàn chúng ta có thể thấy. Các cái công thức mua vào gần đây David cũng đưa ra cho mọi người, tránh trường hợp short sell, để chúng ta nhìn thấy các cái mô hình tích lũy ở đáy. Và bây giờ chúng ta xem ở mô hình 4 giờ. Mô hình 4 giờ chúng ta sẽ phải thấy được nếu giá phá vỡ 3793 và đặc biệt các cái vùng là
3879, sau đó leo lên vùng 4144 thì mới gọi là sự chinh phục. Tuy nhiên bây giờ Bollinger Band đang mở ra ở trong 4 giờ, các cái đám mây bắt đầu đổi màu, tôi kỳ vọng rằng giá có thể lên cao nữa. Nhưng các dự đoán như hôm trước chúng ta nhìn thấy giá bật mạnh từ vùng 3612 lên vùng 3807, sau đó là bị đánh xuống, sau đó 8 cây nến chúng ta nhìn thấy đánh xuống liên tục, tức là lên bao nhiêu chúng ta bị đánh xuống nhiều, cho chúng ta cũng phải xem chừng. Vậy thì chúng ta tiếp tục đặt mua ở các vùng điều chỉnh thì sẽ tốt hơn. Thay vì đó chúng ta tránh trường hợp mua một cách tối đa lợi nhuận bằng cách là đánh tất tay, mà chúng ta sẽ chia giải ra để chúng ta có thể mua. Vậy thì ở mốc 4 giờ tức là trung hạn, chúng ta vẫn có các cái sự lạc quan ở vùng 4199 và mốc cao nhất của chúng ta là 4372. Vậy thì những người mà theo cái kèo mà đánh lên sự tích lũy đợt vừa rồi, chúng ta cũng có thể ôm vào được từ vùng 32. Nhưng nếu mà trong hợp chúng ta nhìn thấy cái kịch bản là vùng 4379 chắc chắn là kịch bản cao nhất ở các vùng 3239 lên vùng 4379 thì chắc chắn nó sẽ phải test lại vùng 3610 và 3847. Chúng ta phải chờ được cái việc test lại ở 4283 và mốc cao nhất là 4353. Chúng ta kỳ vọng giá có thể tốt hơn trong cái quý 1 năm 2019 như thế này, và nó sẽ phải test ở các vùng 42, test ở vùng 43 trước khi nói đến các cái vùng cao hơn nữa, 44 và 45, trước khi chúng ta nói đến vùng cao hơn nữa và vùng 5000. Tuy nhiên cái việc mà chúng ta nhìn thấy ở đây, nếu như có cái kịch bản đánh xuống, tôi vẫn khuyến cáo rằng là chúng ta mua các cái vùng 3432, 3182 và các cái vùng thấp để chúng ta có thể yên tâm. Và hãy nhớ rằng là cuộc chơi về blue chip rất là hay, chơi về blue chip là hay. Và chúng ta dần dần chính thống hơn, các ISO kém đi và chúng ta sẽ mua ở các dạng STO là nhiều. Đó là blue chip thứ nhất, đó là Bitcoin. Chúng ta xem ở Ether đấu USD, chúng ta cũng nhìn thấy tăng trưởng mạnh, cách mạnh mẽ. Gần đây anh Hải, chị Hà, một số anh chị em nói rằng cái cặp này có nên mua vào hay không. Chúng ta nói rằng là chúng ta vẫn theo dõi cái cặp blue chip để chúng ta có sự phán đoán. Và Ether sau cái sự sụt giảm trong cái tuần vừa qua, chúng ta nhìn thấy giá xuống 117, thậm chí được đánh lên ở vùng 134, sau đó lại nhắc lại ở vùng 119 nhưng không xuống quá, và tiếp tục ở vùng 121. Nhưng nay thì chúng ta đã có được 10% từ các cái vùng 122 lên 132, chúng ta sẽ có 10%. Và tiếp tục các cái công thức của nó sẽ nhắc lại ở các vùng 132 điều chỉnh, và Bollinger Band đã thắt chặt để nó nhắc lại ở các cái vùng 135 đến 140. Trước khi chúng ta nói đến các cái vùng cao, chúng ta có thể lạc quan ở các cái vùng 150 sau một tuần. Và hãy nhớ rằng là có thể giá nó sẽ leo thang, giống như các cái thời gian vừa qua chúng ta đã nhìn thấy ở các cái vùng 84 đến 57 cũng có cái thời gian leo thang rất là tốt. Và chúng ta kỳ vọng rằng là sẽ có một cái đợt sóng tới nữa. Và tôi có thể nhìn thấy rằng các cái vùng mà cao lên như này, sau đó là hình thành một cái xuống để chúng ta nhìn thấy từ vùng 83 có thể lầm lũi đi lên. Litecoin cũng đang có một cái sức mạnh rất tốt khi mà các cái cây nến bắt đầu được bung ra. Các vùng cản ở đứng ở vùng 3269, nếu chúng ta vượt quá được, tiếp tục đến vùng 33.52, nói đến 36, và chúng ta còn phải kỳ vọng rất nhiều là vùng 41.26. Thì trên đây là có ba cái blue chip là Bitcoin, Ether, Litecoin, và sự bất ngờ của chúng ta trong cái thời gian vừa qua là sự mua. Những người kiên trì theo cái lối đánh tích lũy, sự dài hạn, và Bitcoin không còn là một cái mô hình hôm nay mua và mai gặt nữa. Chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn để sóng có cái sự đàn hồi. Cần như chúng ta phải bỏ quên đi những cái mô hình biến động nhanh. Và lúc này đây chúng ta cũng nhìn thấy BSV cũng đã tăng. Chúng ta có rất nhiều các cái cặp chúng đang chờ đợi. Ripple cũng đã tăng lên. Z đã lên từ vùng 53 đến vùng 56. Và các cái mốc chinh phục trong quá khứ chúng ta sẽ phải chờ đợi. Và tôi hy vọng rằng là trong cái tháng này, cụ thể là chúng ta nhìn thấy được các cái vấn đề tin tức của chiến tranh thương mại, cũng như là các vấn đề của việc thanh toán điện tử, chúng ta sẽ có được những cái khả quan đối với blue chip. Hiện tại các thông tin đưa ra các cái mô hình chúng ta thường xuyên cập nhật
các cái cách giới thiệu mô hình giao dịch mới mà cũ, đúng không? Ý tưởng mới mà cũ. Thực chất chúng ta thấy rằng là gì ạ? Đa số phòng đầu tư họ đưa ra chiến lược mua Bitcoin ở các mốc dưới giá 3.600. Sự sợ hãi cũng có thể thấy, chúng ta có thể theo dõi một tin tức ở forex.vn cùng với David. Rất nhiều các chiến lược, đúng không ạ, kháng cự và buy sell của Bitcoin. Ngoài ra có các cái cặp của Ether, các cái cặp về forex rất nhiều, Muji. Các mô hình đưa ra các cái chiến lược và từ đó chúng ta có thể tham khảo. Thì trên đây là cái bản tin của David, mọi người có thể tham khảo Zalo 0987732228 đến với cái kênh đầu tư thế giới đầu tư và đầu tư gì trong năm 2019, thì chúng ta có thể liên lạc David 0987732228 Zalo hoặc là link ở phía dưới video này. Xin được cảm ơn mọi người và chúc mọi người có cái kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.